thì bối cảnh của câu chuyện này sẽ diễn ra ở bệnh viện. Nghe bối cảnh ở bệnh viện là đã cảm thấy đáng sợ rồi đúng không? Tại vì người ta thường có một cái lời đồn, và hình như là ai cũng nghĩ như vậy luôn, là ở trong bệnh viện thường sẽ có rất là nhiều ma. Thì tại sao lại như vậy? Bởi vì ở nơi đó có nhiều người đã phải qua đời trên giường bệnh, hoặc là gặp những cái tai nạn bất trắc ở bên ngoài. Và khi đưa họ tới bệnh viện thì họ đã trút cái hơi thở cuối cùng tại đây, hồn lìa khỏi xác. Có những người sẽ theo người thân của mình về nhà, đợi 49 ngày sẽ siêu thoát. Thậm chí là có người sẽ vất vưởng ở đâu đó, nhưng lại có những người chọn cách ở lại tại bệnh viện. Mà đặc biệt là những người không có người thân á các bạn, có thể là họ còn điều gì đó oan khuất, thậm chí là còn có một cái nguyên nhân sâu xa nào đó nữa, nhưng mà mình không cách nào biết được. Mà cứ hãy nói vô bệnh viện ở qua đêm là đáng sợ, mà đặc biệt là phải thăm nuôi những người thân của mình qua đêm trong một cái căn phòng bệnh viện cũ kỹ lâu đời nữa thì càng đáng sợ tới mức nào. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay sẽ nói về cái bối cảnh đó. Trong bệnh viện, cái cô Diễm này phải ở lại chăm sóc mẹ của mình bị bệnh qua đêm, và đã có cái chuyện kinh dị xảy ra với cô. Câu chuyện này kể về Diễm, một cô gái phải thăm nuôi mẹ của mình qua đêm tại bệnh viện. Đây là một cái bệnh viện cũ kỹ đã lâu đời rồi. Có nhiều cái chuyện, nhiều cái chết chóc đã xảy ra ở đây. Nhưng mà trong quá khứ mình không cách nào mà biết hết cũng như là nắm rõ được. Cũng giống như Diễm vậy thôi, vào trong bệnh viện chỉ để thăm nuôi mẹ của mình, hoàn toàn không biết bất kỳ một điều gì hết. Mẹ của cô thì đơn giản là bị mắc bệnh người già thôi các bạn. Già cả lớn tuổi rồi thì sẽ có bệnh trong người, lâu lâu vẫn sẽ phát bệnh và đưa đi bệnh viện. Thì chuyến này nó trầm trọng hơn một chút, liên quan tới dạ dày. Và bác sĩ kêu mẹ của Diễm phải ở lại đây vài ngày để chăm sóc cũng như là để theo dõi diễn tiến của bệnh tình, đưa ra cái phương án chữa trị thích hợp. Nếu mà bạn nào đã từng thăm nuôi người nhà hay người thân của mình trong bệnh viện, mà đặc biệt là những người lớn tuổi nha, mới hiểu được cái cảm giác cực nhọc mà Diễm đã phải trải qua. Không những về mặt sức khỏe mà còn về mặt tinh thần nữa các bạn. Sao mình lấy ví dụ nha, về mặt sức khỏe thì người bệnh thì đông đúc, giường bệnh còn không có, nói đâu một cái chỗ ngủ đàng hoàng cho người thân của bệnh nhân. Nếu như mà Diễm muốn ngủ thì phải ngủ ngồi, chợp mắt một chút xíu thôi cũng được. Trong bệnh viện có một cái mùi rất là đặc biệt á, có người nói là mùi ancol, nhưng mà thật ra sao mình nghĩ không phải, đó là một cái mùi rất là đặc trưng luôn, nó thuộc về bệnh viện, nghe một phát là biết liền. Thì ngửi cái mùi đó cả ngày làm sao mà chịu nổi. Với lại cái việc mà thăm nuôi người già, người lớn tuổi phải nói rất là cực luôn. Mà đặc biệt là những người khó tánh, mẹ của Diễm lại là thuộc cái dạng đó. Thí dụ như mình thấy có những bà già nha, có những người mẹ, người cha, trong người họ bệnh dữ lắm á. Họ rất là đau đớn, khó chịu, nhưng mà không bao giờ họ nói tiếng nào hết. Tại vì họ sợ con cái của mình lo lắng, cho nên họ im lặng. Hoặc là cái tánh của họ hồi xưa giờ vậy rồi. Mẹ Diễm thì thuộc cái tiếp người số 2. Người già mà dĩ nhiên hay bị đau xương khớp, với lại là mấy cái bệnh linh tinh lặt vặt á, mà đau chút xíu cái là làm trận làm thượng lên ghê lắm. Trời ơi Diễm ơi, tao đau lưng quá, chắc tao chết quá mẹ ơi, chứng này chắc tao chết thiệt quá. Thử hỏi sao mà con cháu xung quanh không đứt ruột, không lo lắng. Diễm rất là thương mẹ của mình. Chính vì cái tình thương đó cho nên khiến cho Diễm vô cùng cực nhọc luôn. Mỗi lần là thăm nuôi bệnh là trần ai như chí. Thì đây không phải là cái lần đầu tiên Diễm vào trong bệnh viện ngủ qua đêm, nhưng mà cái bệnh lần này của bà đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại là lúc tỉnh lúc mê, trong lòng của Diễm như lửa đốt. Những lần trước khi mà phải ngủ qua đêm với mẹ của mình trong bệnh viện thì buổi tối nhiều khi bà hay thức giấc bất chợt để mà đi vệ sinh hay gì thì khiều Diễm thức dậy rồi dắt bà đi. Tại vì bà cũng yếu rồi, đi một mình không có nổi. Cho nên rất là hiếm khi nào mà Diễm ngủ say giấc mà được trọn nguyên một đêm lắm. Nghĩa là một đêm cũng phải thức giấc ít nhất là tầm 5 lần. Diễm cũng đã từng mất ngủ vì sợ ma. Vô tình ở trong một cái phòng nó thấy ớn quá, ít người quá, quang cảnh thì u ám, ban đêm cái tưởng tượng đủ thứ chuyện rồi ngủ không có được. Những cái lúc như vậy thì cầm chắc là thức sáng đêm luôn. Nhưng mà cái đêm hôm nay lại đặc biệt, Diễm ngủ rất là say. Thứ nhất là bởi vì mẹ của Diễm chuyến này là bị hôn mê rồi, không có thức giấc giữa đêm nữa. Thứ hai là do Diễm quá mệt đi, bệnh tình lần này quá nghiêm trọng, khiến cho cả ngày lo lắng. Hơn nữa cái không khí trong bệnh viện khiến con người ta xuống tinh thần nhanh lắm. Nhìn thấy những cái cảnh đời người này người kia bị tai nạn, rồi bệnh hiểm nghèo, toàn là cảnh khổ không à. Nó khiến cho Diễm xuống tinh thần và không có còn đủ năng lượng để làm bất cứ cái chuyện gì nữa. Thì tối hôm đó quá mệt đi, tuy là ngủ ngồi nha, nhưng mà vừa mới chợp mắt chút xíu là đã đi vào giấc ngủ sâu liền. Ở trong cái cơn mơ màng thì Diễm có cái cảm giác là mình nghe thấy ai đó đang đi qua đi lại phía trước mặt như vậy nè. Trong căn buồng bệnh đó, ngoài mẹ của Diễm ra còn có hai bà già nữa.
thì hai bà già này đều có con cái ở bên cạnh. Biết là mình đang ở trong cái giấc ngủ sâu, cô không thể nhúc nhích cử động, cho đến một lúc thì Diễm nghe thấy tiếng cái người đó gọi ngay sát bên tai. Cái tiếng gọi này là của một cái người nữ, và cái người này không hiểu tại sao lại biết tên của Diễm nha. Hỏi là: Cô Diễm ơi, cô Diễm ơi, cô dậy cô giúp tôi cái này cái đi cô Diễm. Cô Diễm tỉnh dậy đi cô Diễm. Lúc này Diễm mới giật mình thức giấc. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên khi mà cô mở mắt á, là bị choáng đầu. Khung cảnh xung quanh á, nó cứ quay mòng mòng, không có thực tế. Giống như là nãy giờ Diễm đang nằm mơ, gặp ác mộng, đang say giấc thì bị một cái người kêu giật ngược. Khi mà mình ngủ sai mà mình bị kêu tỉnh lại á, thì mình cũng có cái cảm giác bị choáng rất là khó chịu, đúng không các bạn? Thì cảm giác của Diễm cũng là như vậy, nhưng mà nó nhân lên gấp 5 lần, các bạn tưởng tượng vậy đó. Cô nhìn thấy rõ ràng một cái người nữ đang đứng ngay cái giường bệnh mẹ của mình. Và cái người này nè, nhìn họ hốc hác lắm, chỉ thấy được phân nửa mặt của bà ta mà thôi. Còn cái mặt bên kia bị cái bóng che khuất, tức là cái gương mặt của cái bà này nè được cái ánh sáng đèn ở trong phòng bệnh á, chiếu lên một nửa mặt. Còn mé bên kia không có cái gì chiếu sáng hết, cho nên nó bị tối một bên. Thì lúc bấy giờ Diễm mới thều thào nói: Ủa, cô là ai vậy? Cô cần gì? Cái người phụ nữ kia với gương mặt buồn bã và khổ sở mới nói với Diễm: Cô ơi, cô làm ơn chỉ tôi đường tới nhà vệ sinh đi, nãy giờ tôi tìm hoài không thấy. Thì Diễm mới ngạc nhiên nói: Ủa, nhà vệ sinh ở phía cuối hành lang thôi mà. Bây giờ cô đi thẳng ra ngoài cửa nha. Cô nhìn mé bên tay phải, phía cuối cái hành lang đó là nhà vệ sinh á, dễ tìm lắm, đâu có khó đâu. Cái người kia nghe vậy nhưng mà không nhúc nhích các bạn, vẫn cứ đứng đó gương mặt khổ sở buồn bã nhìn đăm đăm Diễm. Cô ơi, cô làm ơn giúp tôi chỉ đường tới đó đi. Tôi kiếm hoài không thấy, tôi nói thiệt. Nãy giờ tôi đi kiếm nhiều lắm rồi mà tôi không có tìm được đường tới nhà vệ sinh. Diễm mới thấy kỳ lạ, ủa, cái nhà vệ sinh dễ kiếm gần chết mà đã chỉ đường rõ ràng như vậy rồi, còn bắt Diễm phải dẫn đi cho bằng được. Sau đó thì Diễm mới để ý thấy cái người này nè, trên quần áo của họ có những cái vết máu li ti nhỏ nhỏ bắn ra. Thì Diễm mới suy nghĩ là rất có thể cái người này là bệnh nhân, hay là vừa mới gặp cái tai nạn gì đó, có thể là tai nạn giao thông, cho nên là đầu óc của họ vẫn còn đang quẩn trí, cái nét hoang mang ngây dại, không có giống như một cái người bình thường. Thì trong đầu của Diễm chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, rất có thể cái người này đang bị sốc và họ muốn tìm nhà vệ sinh để rửa mặt, để tỉnh ra. Thì thôi giờ mẹ mình đang hôn mê mà, bỏ đi có một chút, dẫn bả ra tới ngay chỗ nhà vệ sinh xong quay trở vô cũng đâu có tốn bao nhiêu phút đâu, chắc là không sao. Nên là Diễm gật đầu, để tôi dẫn cô đi. Diễm đứng dậy nhìn cái buồng bệnh của mình một lần nữa thì thấy mọi thứ vẫn im ắng như thường, mọi người đều đã ngủ hết rồi. Cô quay mặt đi ra phía trước cửa, cái người phụ nữ ban nãy từ từ đi theo sau. Diễm bước chân ra ngoài hành lang. Lúc bấy giờ trời đã khuya lắm rồi, xung quanh tối đen như mực, chỉ có hai bóng người lầm lũi bước đi trong đêm trên cái đoạn hành lang dài hun hút dẫn đến nhà vệ sinh. Nhưng mà cái cô này nè không có bước song song với Diễm mà rón rén ở đằng sau á. Cái tiếng bước chân rất là nhỏ, gần như là không có luôn. Cho nên nhiều lần Diễm phải quay lại đằng sau lưng để coi coi cái cô này có còn đi theo mình hay không. Và những cái lúc mà quay đầu lại như vậy, Diễm vẫn không tài nào nhìn rõ được hoàn toàn gương mặt của cái người phụ nữ đó. Giống như là cô ta cố tình che đi nửa mặt còn lại của mình vậy đó, luôn luôn khuất trong bóng tối. Diễm cố gắng không có quan tâm nhiều nữa mà đi một mạch xuống phía cuối hành lang, rồi dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh. Người phụ nữ đi theo phía sau lưng cũng dừng lại. Diễm mới chỉ tay vô trong đó rồi nói là: tới nhà vệ sinh rồi đó, cô đi vô trong đi nha, giờ tôi quay lại với mẹ tôi. Người phụ nữ đó từ từ tiến vào trong nhà vệ sinh. Cái lúc này nè, Diễm mới để ý thấy trên người của cô gái có nhiều vết thương, rõ ràng là bị tai nạn hay cái gì đó rồi. Mà nhìn cái thần sắc hốc hác phờ phạc của cô gái, Diễm mới đoán là rất có thể cái cô này nè đi chung với ai đó. Và cái người kia thì không có được may mắn như cổ, cái vết thương rất là nặng, thậm chí là đã qua đời rồi cũng không chừng. Nên cô gái này mới bần thần như vậy, kiểu như là bị sốc quá các bạn, cho nên cái thái độ không có giống người bình thường. Suy nghĩ vậy xong cái tự nhiên Diễm thấy tội nghiệp. Cái cô này cổ đang sốc, cổ đang hoang mang như vậy, rồi cổ đi một mình vô nhà vệ sinh rồi không biết có chuyện gì không. Lỡ mà cổ dấp té hay là cổ ngất xỉu trong đó thì coi như là nằm sáng đêm luôn, không ai biết. Trong con người của Diễm cứ thấy bồn chồn bất an, không có nỡ rời đi. Thôi thì giúp người giúp cho trót, ít nhất thì cũng phải hỏi han, bắt chuyện, hỏi cổ có bị cái gì, rồi dẫn cổ an toàn trở về phòng bệnh. Thì cái lòng của Diễm mới an tâm được, mới quyết định đi vào buồng vệ sinh để giúp đỡ cái người phụ nữ đó. Nhưng mà cái lúc bước vào bên trong thì hoàn toàn không có ai hết. Trong khi lúc nãy Diễm rõ ràng trông thấy người phụ nữ đó đã đi vào trong nhà vệ sinh rồi, mà hiện tại trong nhà vệ sinh chỉ có 3 cái buồng vệ sinh im lìm,
hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào hết. Còn cái khu vực mà có hai cái bồn rửa tay với lại tấm gương á, thì hoàn toàn không có ai hết. Mới đầu Diễm hết hồn. Thứ nhất là tối thui, thường á, đèn trong nhà vệ sinh lúc nào cũng sáng, nhưng mà hôm nay tự nhiên tối thui mà không tìm được công tắc đèn. Nhờ cái ánh sáng ở bên ngoài hành lang á, mới nhìn thấy mờ mờ ở trong này. Rất có thể cái người phụ nữ này đang ở một trong ba cái buồng vệ sinh đó. Diễm mới cất tiếng gọi: "Cô ơi, cô ơi." Nhưng mà hoàn toàn không có tiếng trả lời các bạn. Từ đầu á, là ba cái buồng vệ sinh này đã im re rồi. Tại vì thực sự á, nếu có người đi vào trong đó thì ít nhất phải có tiếng nước chảy hay là có một cái âm thanh gì đó. Khi mà Diễm gọi cũng không có tiếng đáp lời. Không lẽ là cái cô này cũng té hay là cũng ngất xỉu ở trong đó rồi. Cho nên á, Diễm mới bắt đầu thử sờ vào cánh cửa của những cái buồng vệ sinh để coi có người bên trong hay không. Diễm đưa tay từ từ chạm vào cánh cửa của buồng vệ sinh thứ nhất. Cánh cửa cũ lâu ngày kêu lên ken két, rồi từ từ mở ra. Bên trong hoàn toàn trống lóc, không có ai hết. Nhưng mà Diễm phải đưa tay bịt mũi lại, tại vì nó quá hôi. Cái người đi trước họ chưa có dội. Diễm phải nhăn mặt luôn các bạn. Các bạn cũng biết tình trạng chung của những cái nhà vệ sinh trong bệnh viện, mà đặc biệt vào thời xưa nữa, nó rất là khủng khiếp ha. Diễm mới bước sang buồng vệ sinh số 2, coi thử coi có người hay không. Thì cái cửa của buồng vệ sinh số 2 này nè cũng mở ra. Nhưng mà ở trong buồng vệ sinh số 2 lần này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là hoàn toàn không có bồn cầu các bạn. Cái buồng vệ sinh số 1 hồi nãy có bồn cầu, nhưng mà cái buồng vệ sinh số 2 này nè thì nó đã bị đập đi rồi. Vẫn còn cái dấu vết của cái bồn cầu ở đó. Thì không hiểu cái lý do gì tại sao mà lại bị đập đi, thì Diễm cũng hơi thắc mắc thôi. Thì mấy bữa thăm nuôi bệnh mẹ, Diễm cũng đi vệ sinh, nhưng mà không có đi trúng cái buồng vệ sinh số 2 này. Diễm đã kiểm tra hai cái buồng vệ sinh rồi, bây giờ chỉ còn một cái buồng vệ sinh nữa thôi, thì chắc chắn cái người phụ nữ đó phải ở trong cái buồng vệ sinh số 3. Mà nếu không có nữa thì rõ ràng người phụ nữ này đã bốc hơi đi đâu không biết. Diễm một lần nữa từ từ đưa tay chạm vào cánh cửa của buồng vệ sinh số 3. "Cô ơi, cô có ở trong này không?" Rồi Diễm dùng sức đẩy cánh cửa về phía trước. Cửa không khóa, kêu lên mấy tiếng kẹt kẹt, rồi từ từ mở ra. Bên trong hoàn toàn không có ai hết. Diễm sững người đứng đực ra đó. Ủa, vậy cái người phụ nữ đó đi đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy cô ta đã vào trong này mà. Đúng lúc này Diễm mới nghe thấy cái giọng nói ở ngay phía sau lưng mình. Diễm ơi, Diễm đang kiếm tôi hả? Diễm lập tức quay phắt lại, thì kinh hoàng trông thấy một cái hình ảnh khủng khiếp. Cái người phụ nữ đó đang đứng lù lù phía sau lưng của Diễm. Vẫn là nửa cái gương mặt quen thuộc lúc nãy Diễm đã thấy rồi, nhưng mà nửa bên mặt còn lại lần này đã được soi rõ bởi cái tấm gương trong nhà vệ sinh phía đối diện. Đó là một gương mặt dập nát, mé bên này thì hoàn toàn bình thường, nhưng mà mé bên kia thì bị một cái vết lở loét rất là lớn, thậm chí là lòi cả nguyên cái hàm bên này ra luôn, nhìn rất là đáng sợ. Ban đầu Diễm chỉ là giật mình bởi vì có người đứng sau lưng mình thôi, nhưng mà khi quay lại, Diễm mất 3 giây để nhận ra cái gương mặt khủng khiếp đó in trên mặt gương, và cô đã phải thét lên một tiếng rất là lớn. Gần như là toàn bộ cơ trên mặt của cô đều rung lên và không còn cảm giác gì nữa. Nếu mà bạn nào đã từng bị hù mà hù theo cái kiểu đứng tim thì sẽ hiểu cái cảm giác này. Tức là hồi xưa Simon đã từng bị một cái người anh trong nhà hù. Cái lúc đó tự nhiên cảm giác gai ốc toàn thân của mình nó nổi lên, còn cơ mặt tê rần và không còn cảm giác nữa. Thì đó chính là cái cảm giác sợ của Diễm lúc bấy giờ khi mà nhìn thấy cái gương mặt đó. Cái người phụ nữ này nè, rõ ràng đã gặp phải một cái tai nạn gì đó thảm khốc, khiến cho nửa bên mặt của cô bị tàn phá dữ dội như vậy. Diễm không còn đủ bình tĩnh để ở đó nữa. Cô tông cửa chạy ra ngoài rồi thét lớn lên. Thì bắt đầu bệnh viện náo loạn cả lên. Y tá rồi bệnh nhân thức giấc, người ta chạy tới thấy cô vô cùng hoảng loạn, ngồi bệt xuống đất khóc, rồi tay chân run bần bật, mặt mày xanh chành rất là tội nghiệp. Lúc bấy giờ mọi người xung quanh mới vỡ lẽ ra, cái hồn ma mà Diễm gặp ở trong cái buồng vệ sinh đó đó là một cái hồn ma đã đeo bám cái hành lang này của bệnh viện từ rất là lâu rồi. Cái câu chuyện năm xưa nó là như vậy. Có một cô gái đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng được đưa tới bệnh viện, nhưng mà không có ai đứng ra nhận là người thân hết, cũng không có mang theo giấy tờ tùy thân để mà liên hệ với gia đình. Thì cái cô gái này hình như là bỏ nhà ra đi, rồi vô tình gặp tai nạn thảm khốc như vậy, bị cái vết thương rất là nặng trên gương mặt. Nhưng mà lúc đó bệnh viện có rất là nhiều ca cấp cứu, cho nên cái cô này không ai quan tâm chăm sóc. Ban đầu cái cô này bất tỉnh, nhưng mà cổ tỉnh lại lúc nào không ai hay. Cổ khát nước rồi cổ kiếm đường cổ đi, nhưng mà cái thần kinh của cổ lúc bấy giờ không có được bình thường nữa. Cổ không biết nên đi đâu và làm gì luôn. Có vẻ như là đầu của cổ cũng bị chấn thương. Cổ loạn choạng cổ đi trên cái đoạn hành lang này, rồi lủi vào trong cái bồn vệ sinh đó. Rồi sau cùng cổ bị té, rồi chết úp mặt trong cái bồn cầu của cái buồng vệ sinh số 2.
Mãi một lúc sau, lần theo những vết máu, người ta mới tá hỏa phát hiện ra cổ chết ở trong đó. Đã từng có rất nhiều bác sĩ, y tá cũng như là bệnh nhân hay người nhà tới đây thăm nuôi đã nhìn thấy cái linh hồn vất vưởng của cái cô gái này thoắt ẩn thoắt hiện, rồi ghẹo chọc phá phách rất là nhiều, đặc biệt là những cái người đi vào trong cái buồng vệ sinh số 2 đó, đến cái mức mà người ta phải đập nó đi luôn. Và bây giờ coi như là không ai sử dụng cái buồng đó hết. Thì cái chuyện này nè, có những người ở lâu biết hoặc là có những người nghe kể, chứ Diễm hoàn toàn không có biết đến câu chuyện này. Mà vô tình vào cái đêm đó, khi mà năng lượng của Diễm cực kỳ yếu luôn, do một ngày phải vất vả thăm nuôi mẹ nè, rồi do cái tinh thần yếu đuối, sợ mẹ mình xảy ra chuyện nữa, cho nên mới dễ dàng bị cái linh hồn đó ghẹo chọc. Cái người phụ nữ trẻ này nè, bỏ nhà ra đi, rồi gặp tai nạn, chết mà không có ai bên cạnh quan tâm chăm sóc, không ai lo lắng, cho nên không cách nào siêu thoát được. Cô ta vẫn cứ ở đây trở thành một cái hồn ma, gieo rắc cái nỗi kinh sợ trong cái bệnh viện này. Những cái đêm sau đó thì không còn chuyện gì kinh dị xảy ra với Diễm nữa, nhưng mà coi như lần này là nhớ đời luôn. Mấy tuần lễ sau mẹ của Diễm cũng tỉnh lại, Diễm thở phào mừng rỡ đưa mẹ trở về nhà. Nhưng mà cả cuộc đời này Diễm cũng không bao giờ quên được cái đêm khủng khiếp tại bệnh viện ngày hôm đó. Vậy là sao mình đã kể xong câu chuyện ma về bệnh viện rồi đó. Các bạn có thích sao mình kể thêm những mẫu chuyện ma liên quan tới bệnh viện hay không? Hãy comment bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.